Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Cần Thơ Xe. Thì hôm nay là ngày 21 Tết, thì Tết cũng cận kề, còn có ít ngày nữa thì mình tới Tết rồi ha. Thì hôm nay em sẽ làm vệ sinh lại cái con xe Mercedes E200 2021 này, màu trắng và nội thất đen, siêu hiếm luôn. Thì hiện tại là xe này đang rất là hiếm. Thì cái xe này vừa về tới, thì bây giờ mình tiến hành là rửa và cho làm phụ kiện để ngày mai kịp tiến độ là giao cho khách, để khách kịp bấm biển số và đăng kiểm trước Tết ha. Đây em sẽ đi xung quanh một vòng cho mọi người xem là cái xe khi mà mình vừa lấy về thì nó như thế nào. Đây xe mình vừa lấy về đây. Do này xe này vận chuyển từ ngoài Hà Nội vào nên xe đi thời tiết cũng rất là dơ, thì mình sẽ tiến hành vệ sinh, rửa xe và chờ ngày mai sẽ bàn giao lại cho khách. Đây, xe này anh mua full tiền mặt nên cũng rất là dễ. Đấy. Con này thì màu trắng, ở bên trong thì nội thất là nội thất màu đen ha. Xe cũng tương đối rất là dơ so với những xe khác khi trước về đây. Đấy. Xe này làm phụ kiện thì nói chung cũng đơn giản thôi, chỉ là dán phim và làm cái sàn nữa là xong. Đây, xe hiện trạng mới nhập về đây, vừa về tới đại lý luôn. Đây, vừa về tới đại lý sáng nay. Thì bây giờ mình vào mình rửa và mình sẽ nhờ bên phụ kiện họ sẽ làm và sẽ bàn giao, đưa lên khu bàn giao và ngày mai bàn giao cho khách. Đây. Màu rất là đẹp, màu bên trong nội thất rất là đẹp. Đây, cốp xong, cốp điện nha mọi người. Đó. Những chuyến xe cuối cùng kịp về ăn Tết đây, cũng cận Tết lắm rồi. Mình cũng chỉ sợ là những ngày này không kịp về trước Tết ha. Mọi người cùng theo chân mình rửa xe này và coi quá trình làm phụ kiện như thế nào nha. Ok. Đi xung quanh một vòng cho mọi người xem. Tuyệt vời đúng không ạ? Ở trong nội thất full, còn nguyên bọc luôn, chờ khách bóc thôi. Bây giờ mình chạy xe cho xe khô rồi, bây giờ mình sẽ chạy vào trong để cho phụ kiện làm cái dán phim và làm cái lót sàn 6D cho khách. Rồi giờ xe thì đã cập bến tới nhà khách hàng rồi nè. Giờ xe bắt đầu xuống. Thì trưa nay dắt đi đóng thuế và chiều nay sẽ bấm biển ra cho số em này luôn và đi đăng kiểm và giao luôn. Xe đã xuống tới nhà khách hàng. Giờ bắt đầu xe nâng đưa xe xuống. Rồi thì cuối cùng cũng xong ha, những chuyến xe cuối cùng của năm 2022. Hôm nay là ngày sắp xỉ ngày đến đây 22 Tết rồi. Hôm nay thì khách vừa kịp bấm biển số cực kỳ đẹp luôn, 83A12352 biển số tiền nha. Đấy, Mercedes E200 Leadership 2021. Giá niêm yết hiện tại con xe này đang là 2 tỷ 310 triệu. Anh này vừa đăng kiểm xong và đăng kiểm bây giờ nó cũng là 5 giờ rưỡi rồi. Giờ chờ trả giấy ra rồi về bàn giao lại cho khách. Đấy, mình đi một vòng cho mọi người xem. Xe này cũng rất là cực. Đấy, hồ sơ thuế lâu, bấm biển số cũng lâu, bây giờ vào được đăng kiểm rồi. Đây, đi qua góc này cực kỳ đẹp luôn, màu trắng. Em này khoác của mình ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen, cực kỳ ngầu luôn. Đấy. và quả biển này thì ngày mai anh Khánh sẽ đi làm lại và anh đi anh gắn mấy cái bát biển số vào. Để mình đi một vòng ở trong nội thất cho mọi người xem. Xe đã dán phim cách nhiệt rồi nha. Nội thất xe này là màu đen, full đen. Đây, bên trong xe có trang bị lót sàn 6D cực kỳ sang luôn. Đó. Chiếc xe này là kịp ăn Tết luôn nè. Hành khách này ở Sóc Trăng ha, đứng tên công ty, mua cực kỳ dễ, không cần vay ngân hàng, tiền mặt một phát ăn ngay, lấy xe về kịp ăn trước Tết. Cốp sau đây, đây là những phần quà của khách hàng đây, có bông, hộp quà, mấy túi cứu thương, mấy thảm. Cốp này cốp điện nha mọi người. Đó, quà biển số đẹp nhưng mà chưa được trang bị cái những cái bát gắn biển số, nhìn còn hơi kỳ kỳ. Mâm đa chấu, mâm đa chấu rất là đẹp, logo của Mercedes cực kỳ to. Xe này các anh khách này lăn bánh đâu đó rơi vào khoảng tầm 2 tỷ 3 hơn. Đó. Thì xíu nữa xong hết giấy tờ mình sẽ về nhà khách mình bàn giao lại cho khách. Đấy. Anh này kịp ăn Tết luôn. Xe này thực sự rất là gian nan luôn á. Khách hàng yêu cầu rất là khó. Nhưng mà mình đáp ứng được hết tiêu chí của khách hàng đưa ra nên khách hàng sẽ lựa chọn mình thôi. Đây. Cũng trên đây cũng cảm ơn anh khách hàng rất là nhiều, tin tưởng và ủng hộ. Chốt xe cũng rất là lâu. Rồi, qua đây là cái clip cũng như là cuối cùng của năm 2022. Cuối cùng của năm 2021, chuẩn bị bước sang năm 2022 thì em Ben Mercedes ở Cần Thơ xin chúc quý khách hàng có một năm mới sắp tới làm ăn thành công, phát tài phát đạt và luôn luôn lúc nào cũng dồi dào sức khỏe. Và đặc biệt có mua xe Mercedes Ben ở khu vực miền Tây hoặc là những khu vực giống như là toàn quốc đi, em sẽ hỗ trợ làm tất cả cho mọi người ha. Rồi, cảm ơn và chúc mọi người có một ngày buổi chiều, buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip tiếp theo.